Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Thì trong video này mình sẽ cập nhật một cái thông tin vui về dự án CADS nha các bạn Thì dự án CADS là nó giống y chang như là dự án Don't S luôn nha Dự án CADS cũng là kèo chết nhân phẩm của tài khoản Telegram các bạn nha Tài khoản Telegram các bạn hoạt động càng lâu năm, à, càng tích cực á, Thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái đồng CADS nha các bạn thì mình sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất cho trang Twitter của dự án nha. Trang Twitter của dự án hiện tại là à, có tích xanh nha các bạn và có gần 500.000 người theo dõi nha, tham gia vào tháng 7 2024 nha các bạn. Rồi và đây là cái thông báo mới nhất của nó nè các bạn nè. Đó là à, Bitget Global nha, tức là sàn Bitget nha các bạn. Hiện tại là đã mở giao dịch uh, trước nha các bạn. Uh, tức là nó mở bán trước uh, theo kiểu mà rì uh, remarket đó các bạn. Uh, nó giống như cái dự án đốt uh, .s uh, lúc trước cái sàn Bitget nó cũng mở bán trước rồi sau này nó cũng sẽ niêm yết luôn nha các bạn. Thì cái Đốt s này cũng vậy, à, như vậy là có thể là cái kèo này là à, kèo ăn chắc cũng 99% nha các bạn. Thì có thể sau dự án đốt s sẽ là cái kèo cáp s này nha các bạn. À, thông thường những dự án ăn theo á, thì à, nó cũng thành công rất là rực rỡ nha. Cho nên nhiều bạn nói là những cái dự án ăn theo á, thì à, chúng ta không nên khai thác bởi vì nó nhái nhưng mà không phải đâu các bạn thì trong cái thị trường crypto nói chung uh, cũng như là trong cái thị trường mà Ethereum nói riêng các bạn chuyện gì cũng có thể xảy ra nha cho nên các bạn đừng bỏ qua nha các bạn hiện tại Bitget Global nè trang chủ của Bitget cũng đã đó là uh, đưa ra cái thông báo rồi nè và trang chính của KS cũng đã reject lại cái bài viết này nha các bạn rồi và hiện tại thì cái trang này cũng có một số lượng người tham gia khá là lớn các bạn đó là à, có tới 6,5 triệu người dùng tham gia mỗi tháng nha các bạn. Cho nên đây là một cái kèo cộng đồng cũng khá là đông nha. Thì khai thác thì nó đơn giản thôi các bạn và bạn nào mà chưa biết cách khai thác á, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần ghi bình luận để cho các bạn à, à, xem video mà mình hướng dẫn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.